Cuối cùng ta cũng chờ đợi tới ngày hôm nay. Phong ấn của ta đã được giải rồi. Thế giới này sẽ được ta thống trị một lần nữa. Nào, các con cháu của ta, hãy ra ngoài đi, chiếm lấy thế giới này cho ta. Chồng ơi, đằng đó có chuyện gì mà vụ nổ lớn kinh hồn quá vậy? Ta cũng không rõ nữa, nhưng ta ngửi được mùi yêu khí nồng nặc. Chắc có lẽ một tên ma vương nào đó phá vỡ phong ấn chui ra ngoài. Nhưng thôi, đó không phải là chuyện của chúng ta. Hãy đợi con của chúng ta nở ra, rồi nhanh chóng quay về trời. Hai chúng ta đều là thần tiên, tại sao lại không cứu giúp nhân gian này chứ? Và lại chúng ta yêu nhau lén xuống trần gian này đã mang trọng tội lớn. Chắc chắn ông trời sẽ trừng phạt chúng ta. Nếu chúng ta lấy công chuộc tội, cứu giúp nhân gian này, có khi ông trời sẽ giảm nhẹ tội cho chúng ta, cho gia đình chúng ta được sống bên nhau đó. Thôi được rồi, em cứ ở đây ấp con nở ra đi. Một mình anh sẽ tới đó xử lý tình ma quái yêu tinh kia. Ba ngày đã trôi qua rồi, thế sao chồng của mình còn chưa quay trở về nữa? Không lẽ anh ấy gặp chuyện hay sao? Không được, không được. Con ơi, con hãy ở đây chờ mẹ nha. Mẹ đi tìm cha, rồi sẽ quay trở về ấp con ngay lập tức. Con hãy ở đây chờ mẹ một chút thôi, mẹ sẽ quay về ngay. Mẹ đi đây. Mẹ ơi, cha ơi, con muốn ra ngoài, con lớn rồi. Ngoài này đẹp quá. Ủa, sao không thấy ai hết, chỉ có mỗi một mình. Không lẽ mình bị mồ côi, mình bị bỏ rơi? Mồ côi khổ lắm Mai ơi, đói cơm khát nước chẳng người nào lo. Vì là mình sẽ sống một cuộc sống đi ăn mày, đi ăn xin người ta hay sao? Không được, không được, mình không thích ăn mày đâu, mình thích đi bán vé số hơn. Mời đẹp. Đây, nhóc con, mày là con cái nhà ai sao trên đỉnh núi này một mình vậy? Tôi cũng không biết nữa. Ủa, còn ông là ai? Ông có phải là... Tao là kẻ chuyên đi ăn thịt con của những động vật khác. Tao không ngờ lần này tao phát hiện ra mày, một con mồi không có cha lẫn mẹ. Hay quá, vào bụng của tao đi. Thật đáng ghê, đáng ghê. Cái quái quỷ gì đây? Người nó phát ra lửa à? Chết rồi. Tại ngươi muốn giết ta, ta chỉ phản công lại mà thôi. À, đằng kia có một hồ nước khổng lồ kìa. Hay quá, tới đó uống một ngụm nào. Thật đã khát quá đi. Ủa, sao đằng kia có tiếng hát kinh dị quá vậy? Hả? Là những sinh vật người đầy máu me. Trời đất ơi, tội nghiệp quá đi. Không lẽ họ cũng giống như mình, vừa mới đẻ ra đã bị bỏ rơi, rồi gặp kẻ xấu tấn công ăn thịt hay sao? Con của ta bị ác quỷ giết chết rồi. Để báo thù là một báo thù cho bọn ta. Các ngươi còn sống mà? Cái gì? Có ác quỷ? Nhưng ác quỷ là ai chứ? Ăn to lớn, độc ác. Là bơ. Hãy đi về phía sau khu rừng này, cứu con của chúng ta. Hắn bắt con của mấy người à? Không lẽ hắn định bắt con nít bán sang Trung Quốc, hoặc là mổ nội tạng? Khốn kiếp. Mày thì tôi sẽ liều mạng cứu con của các người về. Dừng lại, xin vật kia. Dừng lại, sao người của ngươi phát ra được đầy lửa hay vậy? Ta cũng không biết. Từ nhỏ ta nở ra từ một cái trứng trên núi thì đã như vậy rồi. Còn ngươi là ai? Không lẽ ngươi là ác quỷ? Ta sẽ liều mạng với ngươi. Đúng rồi, chính xác con là con của mẹ rồi. Là mẹ đây, Phượng Hoàng Lửa đây. Mẹ đã để con trên núi, rồi tôi giúp cha con, nhưng không thấy cha con đâu. Mẹ đã đưa tất cả những sinh vật thoát khỏi tên ác quỷ chúa tể đó, nhưng thật không ngờ hắn đã dùng ngọn lửa địa ngục làm chết tất cả mọi sinh vật, cả các mẹ cũng bị thương nặng. Cái gì? Bà là mẹ của tôi à? Sao tôi không giống bà tẹo nào hết vậy? Không lẽ bà ăn chơi bay lắc,
rồi chữa hoang với sinh vật khác hay sao? Oh my god! Không, không! Mẹ là Phượng Hoàng Lửa, là thần tiên trên trời, đã yêu thầm cha con, là một rồng bạch long, cũng là thần tiên chí tôn. Mẹ và cha con đã trốn xuống trần gian để sinh con ra đó. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là con phải rời khỏi đây. Mẹ sẽ dùng năng lực tu hành mấy ngàn năm qua truyền hết cho con. Con sẽ khôn lớn, nhanh chóng bay về trời. À, không, không, mẹ đừng làm vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi. Rồ kia, tất cả là do tên ma vương đó. Mình phải báo thù. Mình phải báo thù hắn. Nào, tất cả thuộc hạ con cháu của ta, mau chia rộng ra, chiếm luôn một nửa thế giới còn lại này đi. Chúng ta sẽ biến thế giới này thành thời kỳ hắc ám. Bọn chúng ở đằng kia, đằng kia. Lũ nhảy mép, các ngươi đừng hòng chạy thoát. Các ngươi sẽ trở thành thức ăn cho con cháu của ta. Chạy đi, chạy đi, chạy đi tất cả các sinh vật. Ác quỷ kéo tới rồi. Khốn kiếp, khốn kiếp. Từ ma vương này to khổng lồ quá. Nhưng mình không sợ. Được rồi, mình sẽ giải cứu những sinh vật vô tội trước, giết chết lũ thuộc hạ của tên ma vương khốn kiếp đó. Dài. Cái gì thế kia? Con kẻ nào đang giết con cháu của ta? Mẹ kiếp, thứ này là thứ gì? Sao lửa giống rồng, lửa giống loài chim vậy? Chết tiệt. Chết hết đi. Lũ lâu la lục lạc khốn kiếp độc ác này. Ta chính là con trai của rồng và phương hoàng. Ta đại diện cho công lý, đại diện cho ánh sáng, đại diện cho thần tiên trên thiên đình, trừng phạt tên ma vương với ngươi. Ta sẽ thu phục ngươi, cho ngươi tan thành mây khói. Nghe những lời của lũ thần tiên các ngươi thiệt là muốn xì hơi quá đi. À, cũng nhất cả cộng lông nách nữa. Khốn kiếp, các ngươi nghĩ các ngươi có thể hại được ta à? Mấy ngày trước, có một con phượng hoàng lửa và một con rồng đã bị ta đánh cho tan nát rồi. Bây giờ thêm một kẻ không biết điều tới đây. Được, vậy thì ta sẽ cho ngươi chết chung với bọn chúng. Đau quá. Tình khốn kiếp. Này, có phải ngươi là thần tiên từ trên trời xuống không? Ngươi vừa chiến đấu với tên ma vương đó à? Ngươi có làm sao không? Ai đây? Ngươi là ai? Ta là một con rồng bạch long. Ta cùng vợ và con của mình trú ngụ tại trần gian này. Nhưng khi thấy tên ma vương, ta đã tới đây định giết hắn. Nhưng ta không ngờ hắn rất mạnh. Hắn đã chặt lấy cái đầu của ta mất tiêu rồi. Là một con rồng bạch long. Ông không lẽ là cha của tôi? Người nói cái gì chứ? Không lẽ Người Đúng, tôi nở ra từ cái trứng trên núi nè. Tôi đã lang thang và sau đó gặp được mẹ Phượng Hoàng Lửa. Bà ấy đã sử dụng năng lực tu luyện ngàn năm để truyền hết cho tôi. Tôi tới đây để báo thù, nhưng thật không ngờ tên ma vương nó rất mạnh. Cái gì chứ? Vợ của ta. Được rồi, con của ta, ta không thể nhìn thấy con, nhưng ta cũng sẽ giúp con, ta sẽ làm cho con mạnh mẽ hơn. Hả? Không được. Cha ơi, tại sao cha mẹ lại làm như vậy? Tất cả là do tên ma vương đó. Mình làm này, mình xoanh da xẻ thịt ăn. Thuộc hạ của ta, các người đã giết hết lũ côn trùng sinh vật nhỏ nhép ở đây chưa? Chúng ta cảm nhận có mùi tiên khí quanh đây. Rõ ràng ta đã giết hết lũ thần tiên rồi mà. Cái quái quỷ gì đây? Ma vương, đến lúc rồi. Ta sẽ báo thù cho cha mẹ của ta. Thay mặt họ,
ta sẽ phong ấn ngươi, đưa ngươi quay lại địa ngục và mãi mãi không được hồi sinh. Chết tiệt, ngươi ở đâu chui ra vậy? À, sao nhìn ngươi quen quen, nửa giống rồng, nửa giống chim phượng hoàng. Khổ kiếp, không lẽ là cái thứ hồi này mẹ kiếp ngươi chưa chết hay sao? Ta thật bất cẩn. Đúng vậy, lần này ta tiếp thu nguồn năng lượng của rồng bạch long cha ta, sức mạnh ta được kích hoạt hoàn toàn. Bây giờ ta đã biến thành một con rồng phượng hoàng trưởng thành. Đến lúc rồi, ta sẽ cho người thấy sức mạnh tiềm ẩn tối cao của ta. Cái quái quỷ gì đây? Không thể nào, không thể nào. Phép thuật của ta không thể nào thua lũ thần tí các người. Đau quá. Rốt cuộc. Ngươi. Đây là ý trời. Thứ độc ác như ngươi chắc chắn sẽ có nhược điểm, và chính tiên thuật của ta là thứ mà sẽ kỳ với ngươi. Không, ta không phục. Mẹ ta, cha ta không làm gì được ngươi, nhưng kết tinh của họ chính là ta sẽ là khắc tinh và sẽ kết liễu ngươi tại đây. Dừng lại đi. Ta sẽ cho ngươi quýnh hoa vô quý. Ta sẽ cho ngươi nhiều con rồng cái xinh đẹp. Tha cho ta. Chết đi. Hey, chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với ARK. Mình sẽ làm về cuộc đời của một nhân vật vô cùng đặc biệt. Đó chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, hay còn gọi là Ông Trời đó. Theo thần thoại truyền rằng Ngọc Hoàng đã trải qua 10 vạn kiếp thì mới trở thành vua của muôn loài, trở thành cửu ngũ chí tôn như ngày hôm nay. Nhưng mà ít ai biết rằng mỗi kiếp ông ấy trải qua đều vô cùng đau khổ và vô cùng khắc nghiệt. Vậy thì ngày hôm nay xin mời các bạn đến với một kiếp của Ngọc Hoàng để xem ông ấy đã trải qua những điều kinh khủng gì. Trải qua 9.999 kiếp đến kiếp thứ 10 vạn, tức là kiếp cuối cùng, để trở thành thượng đế muôn loài. Tại kiếp này, Ngọc Hoàng được tái sinh thành một quả trứng rồng đặc biệt. Trong quả trứng rồng này có 3 con rồng tượng trưng cho 3 tính cách khác nhau của Ngọc Hoàng. Con rồng vàng đại diện cho chính nghĩa, rồng đỏ đại diện cho tà ác, con rồng xanh đại diện cho trung lập. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu. Trước khi đắc đạo trở thành thần thánh thì Ngọc Hoàng cũng có tính cách tà ác bên trong người của mình. Nhưng liệu ông ấy có thể khống chế được nó và trở thành bậc tiên nhân hay không? Thì lúc này quả trứng rồng đặc biệt này cũng bắt đầu nứt ra. 3 cái con rồng con bên trong cũng hòa nhập lại thành một và tạo thành một cơ thể rồng màu trắng trông rất là đẹp mắt. Ban đầu chào đời, rồng Ngọc Đế mang thiện chí trong người của mình, mang sự chính nghĩa nên cũng đã dùng sức mạnh bay khắp mọi nơi để cứu vớt những sinh vật yếu đuối khác. Ngày ấy bay tới đâu thì đẩy lùi sự tà ác tới đó. Những con quái vật độc ác, những con yêu tinh tàn độc đã bị ngày ấy tiêu diệt cho không thương tiếc. Đặc biệt nhất là những trận chiến giữa rồng Ngọc Đế với lại lũ mãng xà khổng lồ. Lũ mãng xà ngàn năm đã tồn tại ở đây từ rất lâu. Bọn chúng ăn bất cứ sinh vật nào đi ngang qua, và thậm chí còn nuốt luôn cả những thần tiên cấp thấp đi lạc vào đây. Thấy thế, Ngọc Đế cũng nhanh chóng ra tay và sử dụng sức mạnh hiện tại của cơ thể rồng của mình hủy diệt bọn chúng một cách rất dễ dàng. Một con, hai con, hàng chục con và hàng trăm con mãng xà cuối cùng đã bị rồng Ngọc Đế tiêu diệt sạch. Tuy nhiên, lũ mãng xà đó trước khi chết thì máu của bọn chúng văng tứ tung, văng lên cả người của rồng Ngọc Đế, thấm vào trong cơ thể của rồng và làm cho Ngọc Đế càng ngày càng điên tiết mà ông ấy không hề biết. Thế rồi rồng chúa trời của chúng ta cũng ra tay hủy diệt tất cả giống dòng loài mãng xà và không phân biệt đúng hay sai nữa. Thì lúc bừng tỉnh lại thì rồng Ngọc Đế cũng cảm thấy mình rất là hối hận. Lúc này ông ta lại gặp thêm một con rùa gai đang tàn độc tấn công sinh vật khác. Lần này rồng Ngọc Đế sẽ không giết nó mà chỉ thu phục nó và biến thành thú cưỡi cho mình mà thôi. Đồng thời lúc này sự tàn độc giết chóc trước đó của rồng Ngọc Đế cũng đã khiến cho cơ thể của ông ta dần dần chuyển sang màu đỏ các bạn à.
không còn màu trắng giống như Ngọc Trinh lúc đầu nữa. Do đó ông ta cần phải đi sửa sai lỗi lầm của mình. Nhưng mà chưa kịp di chuyển được đi xa thì bỗng dưng rồng Ngọc Đế lúc này đã bắt gặp được hiện thân của chúa tể ác ma. Xin chào ngài rồng Ngọc Đế, ngài khỏe không? Ngày tái sinh vào kiếp này, chắc có lẽ chúng ta có duyên kết bạn với nhau. Hãy cùng ta gia nhập vào ác ma, ngài sẽ thỏa cơn khát máu, cơn giết chóc. Nghe thấy những lời dụ dỗ của hiện thân ác ma, rồng Ngọc Đế rất là tức giận. Mặc dù rồng Ngọc Đế đang ở trạng thái nửa tà ma, nửa chính nghĩa, nhưng ông ấy nhất quyết không muốn nghe theo lời của hiện thân tà ma kia, và thậm chí còn tấn công luôn cả hiện thân của tà ma, khiến nó biến mất. Tuy nhiên, đây chỉ là một cái bẫy của lũ ác ma, muốn rồng Ngọc Đế sẽ mãi mãi trở thành ác long hoàn toàn mà thôi. Sau khi biến mất, chúa tể ác ma đã tạo ra vô vàn chướng ngại vật, đã khiến cho rồng Ngọc Đế hiện tại bây giờ lại tiếp tục cấu xé, tiếp tục giết chóc, và khiến cho rồng Ngọc Đế chỉ mãi mãi nghĩ đến việc chém giết và chìm trong biển máu mà thôi. Và rồi kế hoạch của chúa tể ác quỷ gần như cũng đã thành công. Rồng Ngọc Đế cứ mãi mê di chuyển, mãi mê cắn xé và tiêu diệt hoàn toàn lũ quái vật đầy máu phía dưới. Nhưng mà ông ấy không hề biết rằng ông ấy đã vô tình gia nhập vào ma đạo và thật sự trở thành một con rồng ác quỷ thật thụ. Sau khi tiêu diệt và xé ăn thịt hết tất cả lũ quái vật đầy rướm máu dưới đây, thì rồng Ngọc Hoàng một lần nữa lại thay đổi cơ thể của mình. Nhưng lần này không còn là chính nghĩa nữa, mà rồng Ngọc Đế đã hoàn toàn biến thành một con quỷ long, một con ác long kinh thiên động địa. Tâm trí của ngài ấy biến thành một con ác quỷ, đụng bất cứ sinh vật nào là hủy diệt sinh vật đó. Chẳng lẽ đến đây Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ không được trở thành thần thánh và sẽ bị ác quỷ giam giữ mãi mãi ở đây hay sao? Vâng, với cái hình dạng mới vô cùng kinh khủng thì rồng Ngọc Hoàng cũng đã nuốt luôn thú cưng của mình là con rùa kia và nhanh chóng bay lên cao, bắt đầu cuộc tàn sát thảm khốc. Tiếng la hét của những sinh vật khác dù mạnh hay yếu khi gặp rồng Ngọc Hoàng đều phải đi xuống chầu Diêm Vương hết. Tên chúa tể ác ma, hắn đã dùng khả năng của mình và nhìn thấy tình trạng của rồng Ngọc Hoàng, hắn cảm thấy rất vui vì kế hoạch của hắn đã vô tình hoàn toàn thành công, khiến cho rồng Ngọc Hoàng phải gia nhập ma đạo. Bỗng dưng lúc này từ trên trời đã xuất hiện rất là nhiều rồng thần khác bay quanh rồng Ngọc Đế và khuyên rồng Ngọc Đế hãy mau tỉnh dậy đi, hãy mau thức tỉnh đi, ngài đang làm sai đó. Tại sao ngài lại giết chóc như thế kia? Những lời khuyên nhủ của những thần tiên rồng màu trắng cũng đã khiến cho rồng Ngọc Đế chợt bừng tỉnh. Ông ta cảm thấy vô cùng hối hận với những việc làm của mình. Ông ta cũng đã cố gắng kiềm chế lại những cái hành động tàn ác. Không, không, ông ta nghĩ rằng ông ta không xứng đáng là rồng nữa, không xứng đáng để trở thành Ngọc Đế nữa. Ông ta phải tìm những cái kẻ ác mà tiêu diệt hết bọn chúng, rồi sau đó chết chung với bọn chúng để tạ lỗi. Thế là rồng Ngọc Hoàng cũng đã tĩnh tâm lại, sau đó quan sát và lắng nghe khắp mọi nơi để ngửi ra mùi của bọn ác ma tà đạo. Và ông ấy cũng đã định hướng được tên chủ thể ác ma đang ở đằng kia. Ông ấy cũng nhanh chóng tiến lại gần đó và đúng như những gì ông ấy tìm kiếm, đã phát hiện được hắn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, rồng Ngọc Đế đang ở trạng thái tà ác cũng lao tới, hòng muốn xé xác hiện thân của ác ma. Ngọc Đế, ngươi nghĩ ngươi có thể giết được ta hay sao? Hãy suy nghĩ lại đi, hãy gia nhập cùng chúng ta. Ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, vàng bạc châu báu. Không, không. Dưới sự kiên quyết của mình, lần này rồng Ngọc Đế đã không hoàn toàn bị mắc bẫy nữa. Ông ấy cũng đã hủy diệt luôn hiện thân của ác ma và đánh bại hoàn toàn nguồn năng lượng xấu xa ra khỏi cơ thể của mình. Rồng Ngọc Đế một lần nữa thay đổi cơ thể và chuyển sang hình dạng màu vàng vô cùng đẹp mắt, hình dạng của chính nghĩa, thiện niệm, chí tôn. Vâng, mặc dù đã có được hình dạng vô cùng tuyệt vời này rồi, nhưng mà Rồng Ngọc Đế vẫn không hề chủ quan. Lúc này ông ấy vẫn cảm nhận lũ ác ma vẫn đang tồn tại và đang sinh sống ở một nơi nào đó bí ẩn. Ông ấy cần phải đi đến nơi đó và tiêu diệt sạch sẽ lũ ác ma mới được.
thì trên đường di chuyển, lũ ác ma cũng đã khiến cho những sinh vật ở khu vực mà Rồng Ngọc Đế đi qua trở nên điên tiết, tấn công luôn cả Rồng Ngọc Đế. Đế Hồng muốn khích tướng Rồng Ngọc Đế, khiến cho Rồng Ngọc Đế phải ra tay tàn sát. Nhưng chúa tể của chúng ta lại bắt đầu nhẫn nhịn, không hề ra tay với những sinh vật đang bị điều khiển vô tội kia. Ông ấy đã lướt qua để cho bọn chúng tấn công vào cơ thể của mình, nhẫn nhịn chịu đau. Vâng, cái yếu tố để trở thành thần thánh đó chính là phân biệt được đúng, sai và khả năng chịu đựng, nhẫn nhịn chỉ trừng phạt kẻ ác mà không được tàn sát những người lương thiện. Và vô tình Rồng Ngọc Đế cũng đã trải qua được điều này. Trải qua bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng Rồng Ngọc Đế cũng tìm ra được nơi ẩn nấp của bọn tà ma thật thụ đã gây ra tất cả mọi chuyện. Và đó chính là lũ hắc long ác quỷ. Bọn chúng vì ganh tị với Rồng Ngọc Đế, tại sao cũng là rồng nhưng bọn chúng lại ở cực điểm của tà đạo, còn Rồng Ngọc Đế lại ở cực đỉnh của vinh quang chứ. Bọn chúng không phục nên muốn biến Rồng Ngọc Đế trở thành tà ma giống bọn chúng. Nhưng mà mọi chuyện đã thất bại hoàn toàn. Giờ đây ngược lại còn bị Rồng Ngọc Đế tìm ra chỗ ẩn nấp và tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng, kết thúc toàn bộ ác ma tại trần thế này, vượt qua được đại kiếp nạn thứ 10 vạn này. Và cuối cùng Ngọc Đế cũng đã chuyển hóa thành thần, trở thành vị chúa tể của muôn loài, Ngọc Hoàng Đại Đế. Có lẽ nội dung giải trí của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.